Vào đi. Xếp trận. Mời ngồi. Xếp trường của khoa bảo an có liên lạc với anh không? Có. Xếp trường có báo với tôi, nói là Trịnh Côn vừa về Hồng Kông, vừa đích miệng thừa nhận hắn là Lý Văn Hào. Bây giờ đang cho khẩu cung ở khoa tình báo. Nghe bạn bên khoa tình báo nói Trịnh Côn về đây là để tố cáo anh đã thu tiền hối lộ 300.000 của hắn vào 30 năm về trước. Tôi thật sự không hiểu, nếu như hắn không có về đây là có thể an hưởng tuổi già bên Thái Lan rồi, tại sao phải mạo hiểm kể cả việc bị tù để về đây tố cáo anh vậy? Thật ra giữa anh và hắn có thù oán sâu nặng gì? Ông thừa nhận mình là Lý Văn Hậu. Vậy có phải thừa nhận năm xưa đã giết thanh tra Trịnh Chí Bành của Tổ Quyết Đồng, có phải không? Phải. Một người là lính, một người là giặc, không thể trách tôi. Chỉ là hắn không theo luật chơi trước. Lúc đó cấp trên của tôi là thanh tra Trịnh Chí Bành. Mỗi tháng hay mà đúng ngày là thu tiền của Lý Văn Hào. Tôi còn nhớ là Sa Trình là 1.000, Cảnh Viên 500. Dương Trấn Dương có thu tiền của ông hay không? Có. Trịnh Chí Bành lúc đó nói với tôi, tổ quét độc có 17 người, 17 người ai nấy đều có thu tiền của tôi. Lúc đó Dương Trấn Dương chỉ là một cảnh viên thường, nhưng mà tôi nhớ rõ ràng anh chính là một trong 17 người đã thu tiền của tôi. Bấy lâu nay, tại vì tôi không chịu ăn hối lộ, cho nên các bạn trong tổ đại đa số bài bác tôi. Nhưng mà chỉ trừ xếp Trịnh. Không biết ông chăm sóc cho tôi như vậy là vì ông sợ tôi đi tố cáo hay là ông thật lòng. Nhưng mà không thể phủ nhận, nếu mà loại bỏ ăn hối lộ này, xếp Trịnh là một người bạn thân nhất ở trong cảnh đội của tôi. Tôi biết. Ông muốn tôi đưa thêm tiền, tôi không ngại đâu. Tôi còn nhớ lúc đó tôi đưa cho Trịnh Chí Bành 300.000 để ông chia tiền cho các cảnh viên. Dương Trấn Dương là trợ thủ của Trịnh Chí Bành, phần của nó chia nhiều nhất. Ai về quê mình đi, vừa thu tiền xong là cả đội của họ tới ụp ổ của tôi. Nó không phải định tới bắt tôi mà lại muốn giết tôi. Dương Trấn Dương muốn giết người bịt miệng. Trong lần hành động đó, anh có thấy thanh tra Bành có phải có lòng muốn giết người bịt miệng không? Tôi không dám khẳng định. Tôi rất khẳng định, Dương Trấn Dương quả thật có thu tiền của tôi. Tôi thiệt không hiểu, Hồng Kông là một xã hội pháp trị, đâu có thể dung túng một cảnh sát tham ô lên làm trưởng tiền cảnh vụ chứ. Thưa ông Trịnh, ông có chứng cứ hữu lực có thể chứng minh Dương Trấn Dương quả thật là có thu tiền của ông hay không? Có. 3 giờ chiều nay luật sư đại diện của tôi sẽ đích thân giao chứng cớ cho sếp. Tới chừng đó, mong là sếp Quỳnh có thể xử lý công chánh. Sếp Quỳnh, ông Trịnh đã cho khẩu cung. Nếu như các vị muốn bảo lãnh cho ông Trịnh, tôi nghĩ tạm thời không được. Tôi biết. Tôi chỉ muốn gặp ông, chắc là không thành vấn đề chứ. Sếp Quỳnh. Ba, con nghĩ là ba đừng có nói nhiều với cảnh sát. Ba tin con có phương pháp. Hồng Kông không thích hợp với ba, con muốn ba sớm về Thái Lan. Cả con không cần làm gì hết. Mục đích lần này ba tới đây, ngoài việc chỉ khống Dương Trấn Dương, còn có một chuyện phải hỏi con. Trước khi ba tới Hồng Kông có hỏi Long Dương. Long Dương nói với ba là một con đi, một con về. Thật ra có phải con phải người giết thằng Sập không? Chú Cung, cho dù anh hay làm gì, tất cả cũng là vì chú. Chú có biết thằng Sâm lâu nay bên cạnh chú là gì không? Nó là cảnh sát. Bây giờ nó còn sống nhan sang ở bên ngoài. Thật ra chú có biết đứa con nào mới tốt với chú hay không?
Ba, chuyện ra sao không quan trọng, chuyện phải xảy ra thì dù sao cũng xảy ra. Cho dù ba có trách con cũng hết cách. Con chỉ muốn ba được biết, con quyết không để ba tới từng tuổi này phải chịu khổ ở trong khám. Thật ra thằng Sâm là cảnh sát cũng được, không phải cũng mặc. Nó sống cũng được, chết cũng mặc. Đã không quan trọng nữa. Thì ra là Long Dương đã nói thật. Thật là một con đi, một con về. Các con không cần đếm xỉa tới ba. Ba ra sao? Ông không phải ba mày. Nếu như ba xảy ra chuyện gì, tao nhất định bắt cái đám cảnh sát tụi bay chôn chung. Là sếp Quỳnh đưa tôi lấy cho ông. Cho chuyển lời cảm ơn. Cảm ơn anh. Đưa thuốc lá vô giùm tôi. Thật ra thường ngày bà ít hút thuốc lắm. Thật ra anh có thật là không muốn ông xảy ra chuyện hay không? I'll take you there. Just let me know where you wanna go. Cõi tiên dân gian, trời xanh biển rộng, chim hót tinh cành. Chết ở đây tôi cũng chịu nữa. Come rain or shine, it's not far to go. When you let me take you there. Tôi đã suy nghĩ kỹ. Nếu như mà mình kiếm đủ tiền rồi thì sẽ cùng mày và con Kỳ đóng với Gia qua đi ở. Leave your troubles behind you now. I could show you how. Anh mèo của Hoa là thiệt thích chỗ này, cho nên tôi đã mua lại nó. Tôi nghĩ là anh cũng mong nhìn thấy chúng ta ở lại đây với ảnh. Chờ tôi làm xong một chuyện cuối cùng này, tôi cũng mong là trở về đây cùng với cô ở lại chỗ này hết cuộc đời. Tôi nói thật. Anh đừng có đi. Tôi nhất định trở về. Mẹ giàu đã chết, anh mèo anh cũng đã chết. Bây giờ nếu như cả người thân của tôi cũng chết, anh thấy có đáng hay sao? Mối thù của anh mèo nhất định phải trả.
Anh đừng có đi. Tôi van xin anh đừng có đi. Tôi van xin anh đừng có đi. Được rồi. Tôi nhất định sẽ về. Nhất định. Cô hứa với tôi, lỡ như cổ có chuyện gì, chăm sóc cho cổ giùm tôi có được hay không? Tôi biết trước đây anh phải làm sao. Anh như vậy thì là nguy hiểm lắm. Giữ chuyện này của tôi, dù xa đi nữa tôi cũng phải bắt được Trịnh Côn. Anh có hiểu hay không? Cổ rất là cần anh. Cổ không thể mất đi anh. Anh có biết hay không? Cho nên cô càng phải giúp tôi chăm sóc cho cổ, có được không? Anh đã bị bắt rồi. Gia Huy, luật sư đại diện của Trịnh Công đã tới. Ông đã dẫn hai thám viên của tổ quét độc ở 30 năm trước tới. Tôi đang bài họ ở phòng hỏi chuyện. Năm xưa mỗi tháng hãy tới ngày nhất định là sẽ có một số tiền để trong hộp tủ của chúng tôi. Thời buổi đó rất là hỗn loạn kia mà. Cảnh sát của chúng tôi thu tiền đó cũng là vì bất đắc dĩ thôi. Một đội thì có 17 người. 17 người đều có thu tiền hối lộ. Cả Dương Trấn Dương cũng có. Nói tóm lại, ai nấy đều có phần. Lý Vạn Hào có cho ông được lợi gì hay lợi ích gì về tiền bạc? Không có, tôi đã có tuổi rồi. Nếu như có thu thì hôm xưa đã thu. Chuyện tới hôm nay phải làm người có lương tâm chút. Sếp Hồng có ban tình báo dự báo với tôi, nói là luật sư đại diện cho Trịnh Côn đã dẫn tới hai người là đồng đội của tổ quyết độc hôm xưa của anh. Chứng cớ của anh, họ đều tố cáo anh năm xưa thu tiền hối lộ. Tôi có cần qua khoa tình báo giúp việc điều tra hay không? Sở Liêm Chánh đã có tiếp tay về chuyện này. Sếp La ở bên đó cũng báo với tôi. Nếu cần thiết, ông sẽ trực tiếp liên lạc với anh để mà lấy khẩu cung. Em yên tâm đi, anh đã an bài xong rồi. Cùng lắm là ở thêm một đêm. Ngày mai vào giờ này chúng ta có thể về tới Hồ Châu. Em thì có thể trở về quê. Chính dạ. Tại sao anh ở đây?
Anh biết cả thì cảnh sát đang kiếm anh hay không? Cả sếp Quỳnh của khoa tình báo cũng tới tổ trọng án để dò thám tin của anh. Đã xảy ra chuyện gì? Đừng lo, không có gì đâu. Ngồi xuống đi. Yên tâm, tôi không có gì. Anh không về nhà, không mở điện thoại, còn dẫn cô Bình tới chỗ này nữa, đã xảy ra chuyện gì? Anh hai bây giờ đang giận. Anh nói là chuyện mà anh hứa với anh đã không làm. Bây giờ tôi không muốn nếm xỉa gì cả. Tôi chỉ muốn dẫn Bình Huệ rời khỏi Hồng Kông. Anh muốn lánh né cái gì? Hầu dân quê hả? Anh đừng quên anh cũng là cảnh sát. Anh không cần phải lánh né đâu. Tôi đã không coi mình là cảnh sát nữa. Bây giờ tôi làm gì cũng không quan trọng. Tôi chỉ mong là họ Hầu các người có thể cho tôi một con đường sống. Chuyện này tôi không thể quyết định. Hay là bây giờ anh đi với tôi, có chuyện gì để thân nói với anh. Được, tôi đi với anh. Trong tiệc cảnh sát có nhiều đồng đội, nhất định sẽ giải quyết được cho anh. Đi. Anh ra ngoài một chút, sẽ trở lại rất mau. Anh thì đi với ảnh. Yên tâm đi, không biết gì đâu. Nhớ khóa cửa cho kỹ, đừng có ra ngoài, có biết không? Ở đây chờ anh về. Nè, anh chạy đi đâu chứ? Anh có biết tôi và sếp Quỳnh kiếm anh cả ngày hay là không? Hầu dân quê đã biết là anh không có giết tôi, theo lẽ đã kiếm ra anh rồi. Không có sao đâu. Sẵn qua luôn đêm nay, sẽ cùng Bình Huệ rời khỏi Hồng Kông. Tôi đưa cô về quê. Sao muốn cùng bạn gái bị thế ẩn cư hả? Tôi đã hứa với cô, dẫn cô đến một nơi yên tĩnh. Dạo này tinh thần của cô không khá, tôi muốn cô được nghỉ ngơi. Xảy ra bao nhiêu chuyện, bỏ đi một chút cũng nên. Sao mà lần này tôi bỏ đi rồi, có lẽ không có trở về nữa. Anh có thể làm một chuyện cho tôi không? À, tôi đã có nói với sếp Hà, những khẩu cung giả và chứng cứ trước đó của anh đều là tôi cho anh, không có liên quan tới anh. Cảm ơn. Chờ bạn gái của anh khang phục rồi, nhớ đưa cô qua Thái Lan. Tôi có hai chuyện muốn cho anh chị coi. Thứ nhất, chắc là tôi sẽ tới lui với người con gái bán mì đó. Rồi sau đó chính thức giới thiệu người con gái này cho vợ của anh quen biết. Việc thứ hai, anh chưa hề thấy tướng tôi mặc đồ cảnh sát mà, có muốn coi không? Được, tôi nhất định sẽ đi. Sếp Quỳnh, cảm ơn thuốc lá của sếp.
À phải, luật sư của tôi có dẫn nhân chứng tới không? Đã dẫn tới. Tôi về lấy khu công cho họ. Sếp có tin lời của họ không? Nói thật với ông chí ông Trịnh, tôi không tin. Tại sao? Là trực giác. Lần này tôi tới là muốn hỏi lại ông một chuyện. Thật ra Dương Trấn Dương có phải thật ăn tiền hối lộ của ông hay không? Sếp Quỳnh, sếp có biết được người có thể cho câu trả lời này chỉ có mình tôi không? Tôi biết. Bây giờ chuyện mà ông nói thì là chân tướng. Ông nói sếp Dương đen thì là đen, trắng thì là trắng. Nhưng tôi thật sự muốn biết chân tướng của sự thật ra sao. Sếp có thể hứa với tôi một việc không? Nếu như trong phạm vi khả năng của tôi và là không có phạm pháp thì nhất định được. Tôi rời khỏi Hồng Kông 30 năm nay, có một chỗ này tôi thiệt là muốn đi, không biết sếp có thể giúp tôi không? Phương Chí Dĩ ở đâu? Chị hai, vì tên cảnh sát đó có đáng hay không? Chị hãy hồi đầu đi. Trở về bên cạnh anh hai là sẽ hết chuyện. Tôi hỏi anh, Phương Chí Dĩ ở đâu? Các người hãy xuống dưới trước. Chị hai, anh hai có nói ngày 28 tháng 4 năm tới là ngày giỗ của Phùng Chí Dĩ. Chị không nên vì ảnh mà làm chuyện dại dột nữa. Nếu như Phùng Chí Dĩ thực xảy ra chuyện, tôi bắt các người đều phải chết chung. Vậy thì chị tự nói với anh hai. Dạ hội, anh cho tôi biết Phùng Chí Dĩ ở đâu, hãy cho anh ra đi. Dạ hội, Giang Hội. Tới đây làm gì? Xin lỗi, tôi muốn gặp anh. Gặp cái gì? Gặp gì? Gặp anh. Gặp anh. Gặp gì mà gặp? Cho tôi vô đi. Gặp. Cho tôi vô đi. Giang Hội. Cho tôi vô đi. Không biết cho mày gặp anh mà. Giang Hội. Giang Hội. Giang Hội. Cho tôi vô. Giang Hội. Cho tôi vô đi. Giang Hội. Cho tôi vô. Đủ rồi. Vô đi. Tôi muốn hỏi ông có bắt Bành Huệ đi hay không? Nếu như là có, ông có thể tha cho cổ không? Không, tôi không có bắt Bành Huệ. Ông có biết Bành Huệ dạo này tinh thần đã xảy ra có vấn đề không? Cô không thể phân biệt được cái gì là thật, cái gì là giả. Có nhiều chuyện đều không có được rõ ràng.
đã 3 ngày rồi đó. Mấy hôm nay cô không hề ngủ ngon. Tôi biết tất cả những chuyện đều bởi tôi mà ra, không có mắc mớ tới Đặng Huệ đâu. Nhưng mà tôi thật không biết có thể làm gì cho cô. Tôi tự nói với bản thân mình, tôi có thể bỏ mặc tất cả, việc gì cũng không làm, có thể bỏ luôn cảnh sát, dứt bỏ tất cả những cái gì của học công. Tôi sẽ cùng cổ đi một nơi khác để mà làm lại cuộc đời. Cho dù cổ có còn nhớ đến chuyện xưa hay không, hoặc bệnh tình nghiêm trọng cỡ nào, tôi cũng sẽ ở bên cạnh của cổ, ở mãi dưới cổ. Ông Hầu, tôi xin ông. Phùng Chí Dĩ, Bình Huệ không có ở bên tôi, tôi nói là sự thật. Xin lỗi ông Hầu, không quấy rầy ông nghỉ ngơi. Ta thật xin lỗi. Rời khỏi Hồng Kông 30 năm nay, tôi vẫn mong là có thể về lại chỗ này để đốt giấy vàng mã cho vợ tôi. Vợ của ông đã qua đời ở đây hả? Vợ tôi ở chỗ này bị người ta liệng xuống phố, cũng tại tôi vô dụng, hết cách thôi, lăn lộn trong giang hồ đã nhắm là bị như vậy. Sếp Quỳnh, sếp có ngại thắp nén nhang cho vợ tôi không? Cảm ơn sếp đã hoàn tất tâm nguyện bấy nhiêu năm của tôi. Có thể biểu đồng nghiệp của anh rời khỏi chút không? Các người hãy trở xuống trước đi. Như vậy không được khá lắm, có ngại không? Được, tôi sẽ coi chừng ổng. Trở xuống mau. Chuyện mà tôi hứa với ông, tôi đã làm xong. Chuyện ông hứa nói rõ sự thật với tôi, cũng nên giữ lời. Sếp Quỳnh bận rộn như vậy, tôi nhất định nói sự thật với sếp. Thật ra năm xưa dân Trấn Dương không hề thu tôi một phân tiền. Còn hai nhân chứng nữa. Phải, con người thì có thể mua chuộc mà. 30 năm trước được, bây giờ cũng được, 30 năm sau thì cũng như vậy thôi. Tại vì cái chuyện con người có lòng tham là bất biến. Chỉ cần chỗ nào có người là có tham lam và lòng tham. Đây chính là bản tánh của con người. Dẫn tôi xuống dưới đi, tôi không muốn làm cho sếp Quỳnh khó xử. Anh hai, đừng có đi. Là người đàn bà đó khiến anh đến nông nỗi này. Cô biểu anh đi, lại không biết cô muốn gì. Anh hai, đừng cản anh.
Em đi với anh. Không cần. Tôi biểu họ đưa anh đi. Đã nói là không cần. Biết nữa. Bạch Huệ, Bạch Huệ, Bạch Huệ, anh có thể tha cho chứ gì hay không? Tôi xin anh. Tôi xin anh. Bạch Huệ, cô nghe tôi nói, tôi không có bắt Phong Chí Dĩ. Bây giờ anh được an toàn lắm, yên tâm đi. Từ nay các người là các người, tôi là tôi. Xin lỗi. Phùng Chí Dĩ hôm nay nhất định phải chết. Ngày 28 tháng 4 năm tới là ngày giỗ của nó. Tôi không thể tha cho nó. Mai này cô muốn Phùng Chí Dĩ đi đâu cũng được. Tôi chỉ mong là mai này hai người có thể sống được yên vui, sống được vui vẻ. Chuyện tới nông nỗi này, hai người không trách ai được đâu. Trách thì trách hai người, vốn không có chuyện gì. Phùng Chí Dĩ có thể tiếp tục là một người cảnh sát bình thường. Cô có biết không, thực ra là cô hại chết nó. Anh hãy tha cho anh, tôi xin anh. Nghe tôi nói, đưa súng cho tôi. Trở về bên cạnh Phùng Chí Dĩ, anh đang chờ cô. Làm vậy cũng vô dụng. Cho dù cô giết chết tôi thì sao? Người chết đi rồi không thể sống lại. Phùng Chí Dĩ đã chết. Phùng Chí Dĩ, Bạch Huệ bây giờ ở hội tôn thần. Phùng Chí Dĩ, hết chuyện rồi. Có phải anh muốn giết em? Anh nói với em là phải lấy mạng của anh. Em không muốn anh xảy ra chuyện. Em thì không muốn anh xảy ra chuyện. Anh nói ngày này năm tới là ngày giỗ của anh. Em đã bắn một phát vô ảnh. Em đã giết người. Em đã giết người. Không có gì đâu đừng sợ. Có anh ở đây em đừng sợ. Không nên ở đây nữa. Đi. Đi.
Đi đi, đi. Yên tâm đi, đừng có sợ. Em ngồi đây nghỉ một lát, chờ anh trở về nha. Anh hứa với em, yên tâm, anh sẽ trở về rất mau. Tin anh đi có được không? Chị tôi đã làm quá nhiều chuyện. Không lẽ tôi làm một chút chuyện nhỏ cho cô cũng không được sao? Ông Hầu xin lỗi ông. Rốt cuộc cậu đã chịu gặp tôi. Khi cảnh sát đó đưa tôi cái bao thuốc này, tôi biết là cậu chưa chết. Cậu có gì muốn nói với tôi? Ba, có đúng là cảnh sát. Này, này, lại đây, lại đây, lại đây, lại đây, lại đây, cảnh sát đang làm việc, yên tĩnh một chút đi. Làm sao sẽ ngồi sao? Cảnh sát ngồi làm sao? Lát nữa hầu dân hội sẽ xuống, có chuyện gì cứ hỏi anh, đừng có ồn nữa. Cái gì vậy? Cái gì vậy? Thái độ gì hả? Thái độ gì đây? Nói đi. Ông Hầu, ông có biết Hầu dân quê rời khỏi nhà thương lúc mấy giờ hay không? Và ai là người đã hẹn với ông? Như vậy nha ông Hầu, khi mà tâm trạng của ông bình phục lại, chúng tôi mới lấy khẩu cung. Là Bành Huệ. Bấy nhiêu năm nay, tôi biết bên cạnh tôi có cảnh sát. Tôi đã nghi ngờ rất nhiều người, nhưng không hề nghi ngờ tới cậu. Thì ra như vậy là sai, đã hoàn toàn sai. Ba, Long Dương nói rất đúng. Một con đi, một con về. Thằng Sâm con nuôi của tôi đã chết rồi. Đồng đội của tôi đã hỏi những trú khách ở nhà kế bên, có người nhận ra Bành Huệ đã xuất hiện ở dưới lầu. Sau tiếng súng nổ thì nhìn thấy có một nam một nữ rời khỏi tòa cao ốc đó. Tôi nghi ngờ lúc đó Phùng Chí Dĩ cũng ở hiện trường. Anh nói là Phùng Chí Dĩ làm hả? Tôi không dám khẳng định. Ông Hầu, tôi hiểu được tâm trạng bây giờ của ông, nhưng tôi mong là ông đừng có xen vào chuyện này, để cảnh sát chúng tôi xử lý. Thưa ông Trịnh, tôi lừa gạt ông bấy lâu, tôi thấy tôi có lỗi với ông. Cậu không cần xuất hiện trước mặt của tôi nữa. Thật ra cậu muốn sao? Tôi tới đây là mong ông bỏ việc chỉ chứng Dương Trấn Dương. Cậu còn dám trả giá với tôi? Tôi và Hồng Kông thì đã nhắm bị tù chung thân, chỉ cần Dương Trấn Dương bị tù tôi làm gì cũng đáng.
Bây giờ hy sinh đã không phải là một mình ông. Ông có biết không, Hầu Giang Quê đã chết. Cậu nói gì? Một tiếng đồng hồ trước, có người đã nghe tiếng súng nổ ở hội Tôn Thần Tam Viên. Khi mà cảnh sát tới hiện trường, phát hiện Hầu Giang Quê đã bị trúng đạn qua đời. Ông Trịnh, ông đây cũng tình chuyện ân quả mà. Ông đừng có tạo nghiệp nữa. Một con đi, một con về. Chuẩn bị một chút cho tôi, ngày mai tôi về.